Uống nước chanh hàng ngày có tác dụng gì với làn da? Uống nước chanh hàng ngày là một cách đơn giản và hiệu quả để cải thiện sức khỏe tổng thể, nhưng lợi ích của nó không chỉ dừng lại ở sức khỏe bên trong mà còn mang lại tác dụng kỳ diệu cho làn da của bạn. 1. Lợi ích của uống nước chanh với làn da. Tăng cường sản xuất collagen, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen, rất cần thiết để duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Bằng cách uống nước chanh thường xuyên, bạn có thể cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin C ổn định, từ đó hỗ trợ sản xuất collagen và giúp giảm sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn. Thúc đẩy quá trình hydrat hóa. Hydrat hóa đúng cách là chìa khóa để duy trì làn da khỏe mạnh, sáng mịn. Nước chanh cung cấp hydrat hóa đồng thời cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết. Bằng cách giữ nước, bạn có thể giúp làn da giữ được độ ẩm, mang lại làn da mịn màng và dẻo dai hơn. Giải độc cơ thể. Chanh được biết đến với đặc tính giải độc nhờ các hợp chất như axit citric và chất chống oxy hóa. Uống nước chanh có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, giúp làn da sáng hơn. Bằng cách loại bỏ các chất có hại, bạn có thể hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của làn da và thúc đẩy làn da sáng hơn. Cân bằng độ pH. Uống nước chanh có thể giúp cân bằng độ pH của cơ thể, có lợi cho sức khỏe tổng thể của làn da. Cân bằng độ pH tối ưu có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá và các vấn đề về da khác, cho phép làn da của bạn hoạt động tốt nhất. Chống lại tổn thương gốc tự do. Các chất chống oxy hóa có trong chanh giúp chống lại tổn thương gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra lão hóa sớm và xỉn màu da. Bằng cách trung hòa các gốc tự do, nước chanh có thể giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây ô nhiễm môi trường và tác hại của tia cực tím, mang lại làn da trẻ trung và rạng rỡ hơn. Làm sáng da, uống nước chanh thường xuyên có thể mang lại làn da sáng tự nhiên. Vitamin C thúc đẩy làm sáng da bằng cách giảm sản xuất melanin, sắc tố gây ra các đốm đen và tăng sắc tố. Do đó, uống nước chanh có thể giúp làm đều màu da và mang lại làn da sáng hơn theo thời gian. Hỗ trợ chữa bệnh, chanh rất giàu đặc tính kháng khuẩn và sát trùng nên có lợi cho việc chữa lành vết thương và điều trị mụn trứng cá. Uống nước chanh thúc đẩy quá trình lành vết thương nhanh hơn. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C hỗ trợ hình thành collagen, rất cần thiết để sửa chữa các mô da bị tổn thương. 2. Uống nước chanh làm đẹp da hàng ngày cần lưu ý gì? Uống nước chanh hàng ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe và làm đẹp da nhờ vào lượng vitamin C và chất chống oxy hóa tự nhiên. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điều sau. Không uống nước chanh khi dạ dày trống. Uống nước chanh khi dạ dày trống có thể gây ra tình trạng ở chua, đau dạ dày do axit citric trong chanh kích thích tiết dịch dạ dày. Pha loãng nước chanh. Nước chanh nguyên chất có thể gây hại cho men răng và dạ dày. Hãy pha loãng nước chanh với nước ấm hoặc nước lạnh trước khi uống. Không uống quá nhiều nước chanh. Uống quá nhiều nước chanh có thể gây ra tình trạng mất cân đối điện giải trong cơ thể, gây ra tình trạng tiểu chất, gây hại cho thận. Không uống nước chanh nếu bạn có vấn đề về sức khỏe. Nếu bạn có vấn đề về dạ dày, thận hoặc bị dị ứng với chanh, hãy tránh uống nước chanh. Không uống nước chanh ngay sau khi ăn, điều này có thể gây ra tình trạng ở chua và khó tiêu. Lưu ý, mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế hoặc dinh dưỡng trước khi thêm nước chanh vào trong thói quen hàng ngày. Nội dung khác. 7 tác dụng phụ của việc uống nước chanh ấm khi bụng đói. Uống nước chanh ấm khi bụng đói có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cũng có thể gây ra tác dụng phụ tiềm ẩn cho sức khỏe nếu dùng không đúng cách. Nước chanh là thức uống phổ biến tốt cho sức khỏe, thường được khuyên uống vào buổi sáng khi bụng đói. Lợi ích của nước chanh bao gồm hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ thống miễn dịch và giải độc cơ thể. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức được tác dụng phụ tiềm ẩn của việc uống nước chanh ấm khi bụng đói để biết cách khắc phục, phòng ngừa. 1. Nước chanh có thể gây xói mòn men răng. Một trong những tác dụng phụ chính của việc uống nước chanh ấm khi bụng đói là làm mòn men răng. Chanh có tính axit cao và khi tiêu thụ với số lượng lớn, nó có thể làm mòn lớp men bảo vệ trên răng khi uống. Để giảm thiểu nguy cơ này, bạn nên uống nước chanh bằng ống hút và súc miệng bằng nước sạch sau đó. 2. Trào ngược axit. Một tác dụng phụ tiềm ẩn khác của việc uống nước chanh ấm khi bụng đói là trào ngược axit. Độ axit cao của chanh có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược axit, chẳng hạn như ở nóng và khó tiêu. Nếu bạn có tiền sử trào ngược axit, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thường xuyên uống nước chanh. 3. Đau bụng. Uống nước chanh ấm khi bụng đói cũng có thể gây khó chịu ở một số người có dạ dày nhạy cảm.
tính axit của chanh có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, đầy hơi và đau bụng. Nếu bạn gặp những triệu chứng này, tốt nhất bạn không nên uống nước chanh khi bụng đói. 4. Tăng đi tiểu. Nước là chất lợi tiểu tự nhiên, có nghĩa là làm tăng sản xuất nước tiểu. Mặc dù điều này có thể có lợi cho những người bị nhiễm trùng đường tiết niệu, nhưng có thể gây bất tiện cho những người thường xuyên đi tiểu hoặc có vấn đề về bàng quang. Nếu bạn nhận thấy lượng nước tiểu tăng lên sau khi uống nước chanh, hãy giảm lượng tiêu thụ. 5. Mất nước. Mặc dù nước chanh có chứa nước nhưng đặc tính lợi tiểu của chanh có thể góp phần gây mất nước, đặc biệt khi bạn uống một lượng lớn nước chanh và không bổ sung đủ nước thường. Để ngăn ngừa tình trạng mất nước, hãy uống đủ lượng nước lọc trong ngày. 6. Can thiệp với thuốc. Nước chanh có thể tương tác với một số loại thuốc, có khả năng làm giảm hiệu quả của chúng hoặc gây ra tác dụng phụ. Ví dụ, nước chanh có thể cản trở sự hấp thụ của một số loại thuốc kháng sinh và thuốc tuyến giáp. Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thường xuyên uống nước chanh. 7. Phản ứng dị ứng. Trong một số ít trường hợp, một số người có thể bị dị ứng với nước chanh. Các triệu chứng của phản ứng dị ứng có thể bao gồm ngứa, nổi mề đay, sưng tấy và khó thở. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau khi uống nước chanh, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Mặc dù uống nước chanh ấm khi bụng đói có thể mang lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe, nhưng điều quan trọng là bạn phải nhận thức được những tác dụng phụ tiềm ẩn. Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, tốt nhất bạn nên ngừng uống nước chanh và tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế.